Hoa Lan cũng xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang còn khoảng 30 chậu chốt Thái nha cô chú. Mặt hoa chớp cực kỳ đẹp luôn. Đây là mặt hoa chớp mà bên vườn con chụp lại nè. Hình thực tế tại cửa hàng nha cô chú. Hoa cực kỳ đẹp. Và cái này do hàng Thái mới về nên hoa nở không được đạt nha cô chú. Nên cửa hàng bên con đã cắt bỏ về hoa rồi. Mình về cô chú mình dưỡng cây lại thì sẽ bắt đầu nó bung mầm lên, nó bật mầm và nó sẽ bắt đầu cho hoa lại nha cô chú. Chớp của Thái một dòng chớp rất là xiên hoa, sai hoa cho hoa quanh năm luôn. Rất là đẹp cô chú. Đồng giá là 170.000 một chậu. Cô chú mà mình mua hai chậu sẽ có giá tiền là 320.000 cho hai cho cô chú. Số điện thoại bên con là 0908 846-04, địa chỉ phường 4 Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Sau đây con sẽ giới thiệu cô chú mình cái hình cây của nó. Và đây là hình cây của chớp Thái nha cô chú. Và cây này nó đang dài tầm khoảng 25 đến 30 cm. Thì cây bên con đã cắt bỏ vào hoa rồi nên cô chú mình về mình dưỡng lại thì cây nó sẽ bắt đầu nó bung mầm lên nha cô chú. Nói chung chớp Thái này bây giờ là có rất ít chứ không có nhiều. Hôm trước con về khoảng 200 cây thôi là hết hàng rồi. 170.000 một chậu nha cô chú, đồng giá. Nói chung là cây này con đã cắt bông hết rồi. Và hình cây này cực kỳ đẹp nha cô chú. Nó có một mầm lớn nè và đang chuẩn bị bung mầm hết rồi. Cô chú mình về thế mình xịt cây di vô để cho nó bắt đầu nó bung mầm lên nha cô chú. Cái dòng này là nó rất là xiên hoa và cái mặt hoa của nó là cực kỳ đẹp, hoa chớp rất là đẹp. Đồng giá nha cô chú. Kích thước cây đang dài tầm khoảng 25 đến 30 cm. Một chậu thì nó có khoảng 1 2 thân. Và cái dòng chớp này mình nhìn cái thân nó còi còi vậy đó, nhưng mà khi mà cái mầm nó lên á thì thân sẽ rất là đẹp nha cô chú. Đây là hàng người ta làm kỳ luôn nên mặt hoa rất là chuẩn cô chú. Đồng giá 170.000 một chậu. Cây thì dài khoảng 25 đến 30 cm, một chậu như vậy sẽ có 1 2 thân. Và số điện thoại của bên con là 0908 cô chú 846-804. Đây là hình cây nè, hả? 25 đến 30 cm nha cô chú. Có cây đã bắt đầu nó bung mầm lên rồi. Rất là khỏe luôn. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4 Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đó. Có một số cây nè đã bắt đầu nhú ra nè cô chú. Này. Cái này chắc nhú nụ quá. Đó. Cây đã bắt đầu chuẩn bị là bung mầm hết nha cô chú. Rất là khỏe. 170.000 một chậu, một cặp là 320.000. Và cửa hàng Hoa Lan Hồ Minh xin chào cô chú. Chỉ có khoảng 30 chậu vô chú, bên con không có hàng nhiều, hết hàng rồi.